to feel the dew on your skin. That is how it would begin. For summer is for falling in love. Xin chào mọi người và chào mừng mọi người đến với nhà mới của mình. Nhà mới của mình là một căn hộ gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp liền nhau. Tính ra thì diện tích của căn hộ này cũng không quá rộng, nhưng mà có các phòng tách biệt nhau và có nhiều ánh sáng phù hợp với nhu cầu của mình. Thế nên mình đã quyết định thuê. Và có một điều mình cảm thấy khá may mắn là bởi vì trước khi mình chuyển tới căn hộ này thì chủ nhà chưa cho ai thuê cả. Thế nên mọi thứ vẫn rất mới, đẹp và sạch sẽ. Mình chuyển tới đây được 2 tháng rồi, nhưng vì đồ đạc mình đặt về khá lâu nên mình vẫn chưa bắt tay vào làm gì. Thậm chí đến đồ cá nhân của mình mà mình chuyển từ ngoài Bắc vào đây mình cũng chưa bỏ ra hết. Khắp nhà mình là bừa bộn các loại thùng hộp. Mình sẽ bắt tay vào làm ngay bây giờ, hy vọng là mình có thể làm mọi thứ suôn sẻ. Và việc đầu tiên mình cần làm đó là unbox và lắp đồ nội thất. Mình chỉ vừa nói xong là mình mong có thể làm mọi thứ suôn sẻ thì khó khăn đã xuất hiện ngay lập tức. Lần đầu tiên mình dùng máy bắn vít và không biết phải lắp như thế nào. Mình dành hơn 1 tiếng loay hoay tự mò xem video hướng dẫn nhưng mà vẫn không lắp được. Cuối cùng mình đã xuống nhờ anh bảo vệ giúp. Và mình đã lắp được rồi. Có vẻ người ta sơn không kỹ lắm, không đều màu và còn kiểu bị xước như thế này. Mình mua kệ này cũng được một thời gian rồi, mua ở trên Shopee và bây giờ mình mới bỏ ra phát hiện ra bị xước, sơn không đều màu chút nào. Mặc dù mình cảm thấy không hài lòng lắm về chất lượng của cái kệ này nhưng mình quyết định vẫn lắp vào để dùng. Vì mình nghĩ khi đặt đồ lên sẽ che được những phần sơn và vết xước xấu. Và đến bây giờ mình cũng không muốn mất thời gian để đổi trả lại hàng nữa. When it hits you, yes, indeed. Yes, yes, yes. When it hits you, yes, indeed. Yes, 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 you shall. When it hits you, yes, indeed. Yes, indeed. Yes, you holler, yes. One, two, three. Mình không nghĩ là lắp xong đống đồ này lại lâu như vậy. Bây giờ là 6 rưỡi chiều mà mình đã bắt đầu lắp từ sáng. Và mọi người có thể nhìn thấy mặt mình da đầy dầu. Trán của mình có thể soi gương được luôn. Thôi hẹn gặp mọi người vào ngày mai mình sẽ tiếp tục. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ đi mua cây để chăm. Từ ngày mình chuyển tới đây thì đây là lần đầu tiên mà mình tự chăm cây. Nhưng mà không hiểu sao cây nào của mình cũng chết. Mặc dù mình đặt đúng chỗ như hướng dẫn, tưới đúng như hướng dẫn, nhưng mà không hiểu sao cây vẫn chết dần. Không biết là do có phải mình không có duyên để chăm cây không, nhưng mà mình sẽ không từ bỏ đâu. Bây giờ mình sẽ đi mua thêm cây để chăm. Và cũng trong ngày hôm đấy mình nhận được những món đồ nội thất cuối cùng mà mình đặt.
hôm nay là ngày mình phải làm một điều mà mình rất ghét, rất sợ, đó là sắp xếp quần áo. Trước tiên thì mình sẽ đổ hết tất cả quần áo ở trong các thùng này ra một cái thảm lớn. Và sau đấy mình sẽ treo quần áo lên móc và sắp xếp lên giá. Cái giá này thì mình đặt làm theo yêu cầu để gắn lên tường để treo được nhiều quần áo hơn. Mình mang theo tất cả quần áo của mình vào Sài Gòn, kể cả quần áo mùa đông, bởi vì thỉnh thoảng mình cũng cần dùng tới để quay video và chụp ảnh. Nếu mà mình để ở nhà thì cũng không ai đụng tới, rất phí, thế nên tốt nhất là mình mang hết vào đây. Có quá nhiều thứ mình xếp dưới thùng quần áo mà bây giờ mình cũng quên luôn. Này mình sẽ dùng chủ yếu là để treo quần áo, chụp ảnh và quay video. Mình muốn cho hết quần áo vào móc trước khi treo lên giá là vì làm như thế mình có thể dễ dàng phân loại và sắp xếp quần áo theo màu sắc hơn. Mình có nhiều quần áo nên việc treo quần áo theo màu trông nó sẽ đỡ rối và nhìn kiểu thoáng hơn ý. Mình đã mua thêm móc quần áo rồi nhưng mà không hiểu sao vẫn bị thiếu. Thế nên mình sẽ xếp đống quần áo này lên giá trước, còn đống quần áo này mình sẽ đặt thêm móc và treo lên sau. Mình đâu không biết là sẽ xếp quần áo màu trắng rồi đến màu đen hay là màu trắng rồi đến những màu đậm dần rồi cuối cùng mới là màu đen, từ màu đậm dần sang. Quần áo lên mình mới nhận ra một điều là mình có nhiều quần áo mùa đông hơn mùa hè. Chính mình cũng thích quần áo mùa đông hơn. Mình cứ nghĩ là việc treo quần áo cùng màu với nhau sẽ đơn giản, cứ thế treo lên là xong thôi. Nhưng không, nó mất rất nhiều thời gian. Mình treo đi treo lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng xong việc mà mình sợ nhất. Mình đã dành gần như cả một buổi chỉ để sắp xếp quần áo lên. Nhưng mà mình tin chắc là chỉ mấy hôm nữa thôi nó sẽ lộn xộn trở lại. I heard about you long before we met. You're winsome and you're young, at least. Lý do mà mình muốn bỏ tất cả đồ nội thất ra lắp cùng một lúc mà không chọn cách làm tới đâu lắp tới đó là vì mình muốn đặt thử tất cả vào những vị trí khác nhau, xem vị trí nào là hợp lý nhất rồi mình mới quyết định. Thực ra mình cũng có tưởng tượng ở trong đầu là mình muốn đặt đồ nào ở vị trí nào, nhưng mà khi vào thực tế nó lại không như mình tưởng tượng vì rất khó để quyết định. Thế nên mỗi lần thay đổi mình sẽ chụp lại ảnh và sau đấy đem tất cả ra so sánh và cuối cùng sẽ chọn cái nào hợp nhất. Enough of your beauty. Mình bắt đầu cảm thấy đau hết cả tay cả chân bởi vì về đi về lại. I haven't gotten used to your scent. I'm certain you have had another cigarette. Nothing could prepare me for your style. The way your laughter seemed to go for miles and miles. You have a thousand eyes that never fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your Yeah.
mình biết không hề giống mình thế nào, nhưng đây là mình phiên bản ở trên mạng. Bức tranh này mình được tặng bởi Một Ngày Tốt Lành. Một Ngày Tốt Lành là một shop chuyên nhận đặt tranh theo yêu cầu. Bạn chỉ cần gửi ảnh qua cho họ là họ sẽ thiết kế thành tranh cho bạn. Sau đấy họ sẽ gửi cho bạn một bản demo để bạn chỉnh sửa đến khi nào ưng ý thì thôi. Ngoài ra thì mình còn được chọn màu khung mà mình thích trước khi in thành sản phẩm. Mọi người có thể ghé qua xem thử nha. Đây là một bức tranh mình khá ưng ý, thế nên mình sẽ đặt tại đây. Tiếp theo mình sẽ đi dán thêm tranh lên tường. Mình rất thích trang trí nhà bằng tranh ảnh, đặc biệt là những bức tranh màu kiểu cũ cũ như thế này. Alone in a room that just filled with my soul. So I came to this place. I'm looking for a familiar face and that's when I saw you. Tiếp theo là phòng ngủ của mình. Mình đã mua hai bộ chăn ga này, mình sẽ thử cả hai xem bộ nào đẹp hơn thì mình sẽ dùng bộ đấy. Sau khi làm xong phòng cũ của mình thì mình đã rút ra một kinh nghiệm, đó là mình sẽ không mua chăn ga màu tối quá, bởi vì nó sẽ khiến tâm trạng của mình âm u ấy. Mình muốn phòng mới của mình sẽ tươi sáng hơn, mình mua cả hai bộ màu đều rất tươi. Mình đã rất vất vả để bê được cái ghế sofa này vào đây, bởi vì cái cửa phòng này không được rộng cho lắm. Mình nghĩ đây là chỗ phù hợp nhất để đặt cái ghế sofa này, bởi vì ở ngoài phòng kia thì hơi bị nhiều ghế, có tận hai cái ghế rồi, nếu mà đặt cái ghế sofa nữa thì cũng không hợp lý lắm. Và mình nghĩ là mình đặt ghế sofa ở đây thì mình có thể đọc sách trước khi đi ngủ. After a while, we're swapping a glance. And I can't think nothing better. I started a year with a drop of romance. Cause I came to this place, looking for a familiar face, and that's when I met you. Cause you don't know me and I don't know you, but it breaks my heart, you're looking so blue on the first of the year. I just picked your name on the coffee cup, with a stroke of luck, the guy just messed up and gave your cup. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof. Ngoài việc thích trang trí nhà bằng tranh ảnh thì mình cũng rất thích trang trí nhà bằng hoa khô. Chỉ đơn giản là mình thấy hoa khô rất đẹp. Mình đã sai khi nghĩ là cái kệ này có thể đựng được tất cả giày của mình, nhưng mà nó thiếu trầm trọng, thế nên chắc là mình sẽ phải đặt mua thêm tầm 2 đến 3 cái kệ nữa. Và những đôi giày mà chưa có chỗ để thì mình vẫn đựng ở trong hộp và trong túi nữa. Mình sẽ đặt mua kệ và bỏ ra sau. Đến hôm nay mọi thứ gần như đã xong rồi. Phòng này mình chỉ cần trang trí thêm một chút nữa là ok. Dạo gần đây thì đang rất hot kiểu trang trí nhà bằng đồ nội thất inox, thế nên đối với phòng này mình cũng sẽ trang trí theo concept đấy. Đấy cũng chính là lý do vì sao mà mình đặt làm cái giá treo quần áo này bằng inox. Bởi vì phòng này mình đã treo rất nhiều đồ rồi, thế nên mình sẽ trang trí đơn giản để trông bớt rối mắt và nhìn thoáng hơn. Just like a treasure, you cannot.
Ok, quay trở lại với phòng ngủ một chút. Mình đã rất đắn đo khi quyết định treo cái móc quần áo này lên tường vì mình phải tự khoan. Thời điểm này dịch bệnh đang rất căng, chung cư của mình thì bị phong tỏa nên mình không thể nhờ ai sang giúp được. Và mình cũng chưa bao giờ đụng đến máy khoan nữa. Nhưng mà cuối cùng mình đã lấy hết can đảm để làm. Giây phút này có thể coi là một trong những giây phút mà mình thấy căng thẳng nhất từ bé đến giờ. Mình vừa khoan mà mình vừa sợ. Mình sợ là mình sẽ khoan hỏng. Drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green atop a wide open scene. Under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you, to feel the dew on your skin. That is how it would begin. For summer is for falling in love. We could stay out late until the sun sets. Tiếp theo là phòng bếp của mình. Mình cũng không trang trí gì nhiều ở phòng bếp, chỉ đơn giản là mình đặt và sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng hơn thôi. Love your gaze. Raise your glass to mine, and as we drink we would lock eyes, so we could disregard the thought of ever having to part. For summer is for falling. Cuối cùng, đến hôm nay, mọi thứ đã hoàn thành và mình đã có thể thở phào. Sau khi trang trí xong, có một vài chỗ mình không ưng lắm nên mình cứ thay đổi liên tục. Thế nhưng mình đã dừng bản thân mình lại. Nếu mà cứ thay đổi thì không biết khi nào mới xong. Khi nhìn ở trên video thì mọi thứ có vẻ khá đơn giản và nhanh. Thế nhưng thực tế ở bên ngoài, đó là cả một quá trình chuẩn bị và trang trí rất lâu và vất vả. Liên tiếp của những việc mà lần đầu tiên mình phải thử. Thế nhưng cuối cùng mình cũng đã làm xong. Và tiếp theo là phần mà mọi người đã chờ đợi suốt cả video. Đấy chính là kết quả nhà của mình sau khi trang trí xong. But unto them, forget that crazy world. Yeah, unto them, no need to say a word. We'll do our best to keep the sunlight from melting down the night. Và đây là nhà của mình vào buổi tối. Like in this room, it's finally right for having a last bite. This time we'll start again. He's crazy, right? An ideal place for us to hide, to prefer strangers in disguise. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem đến cuối video. Bởi vì nhà của mình vẫn còn một vài chỗ chưa hoàn thành và mình chưa ưng lắm, thế nên sau này mình sẽ ra thêm một video house tour quay chi tiết từng ngóc ngách trong nhà của mình. Và mình cũng rất muốn cảm ơn mọi người bởi vì mọi người đã chờ đợi và ủng hộ mình. Nếu mà bạn thích video này, hãy like video và đăng ký kênh của mình. Theo dõi mình nhiều hơn tại Instagram anh Minh Minh. Hẹn gặp mọi người vào những video lần sau. Tạm biệt. Say a word, we'll do our best.